tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè, chứ ai tự nhiên mới gặp 15 giây. 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó. Đạo. Xem là như thế nào. Đánh nữa, ha. Thôi cũng lạ. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng hình xấu, xấu nhất á. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền à. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ à. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ à. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ à. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân Lung chào Linh em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á, nhưng mà những cái lúc mà nóng tính thì vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh. Cái thích hát dạ. với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ, để thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy ta. Cá tính lắm nha, trời ơi, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi à, mới thành thơ đúng dạ. không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 mối giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây không. 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như thế nào. Đánh nữa, ha. Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại vì... tức là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết, nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó. Và em làm được là cho em cơ hội, em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng, nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân nghe ơi, giọng thì rất khó nói. Em có 2 tấm hình.
Đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công. Rồi. Đây. Dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng hình xấu, đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà anh đoán là cái bạn này. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Đây, à. Mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ. À. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm ha. Kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đặng trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm ơn, rồi cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha. Và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn hả? Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Em mở ra luôn hả? Để xuống mẹ. Đây. Rất là chu đáo luôn nè. Nên em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn nội tâm lắm, mà bạn rất là sâu sắc đó nha. Anh ơi em tặng cho anh. Anh có thể mở ra ạ. Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em.
hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Yeah. Nó bị úi úi hay sao chị đó. Để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. À, em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ. Em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Anh có muốn nghe không? Hát luôn. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây, suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây. Thu mọc tóc luôn. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về đúng văn rồi. Hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào? Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào? Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Rồi, cảm ơn hai chị. Đứa. Cảm ơn chương trình. Hạnh phúc nghe. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, họ đã đồng ý hẹn hò. À, hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Rồi, dạ, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Vân và em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ. Bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ, làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm hay chính rồi không? Mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn. Là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu á? Dạ, em cũng ở Đồng Nai. À, em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ. Hỏi đi, hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á. Không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À, Định Quán. Dạ, dạ, không xa lắm. Không không xa lắm hả? Dạ, tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai, em có ưu khuyết điểm gì? Dạ, em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha.
À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhăn được. Cái nhăn của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em nói điểm mạnh, điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi. Tạm ổn rồi ha. Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy dạ. mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại rồi. Vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được năm rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập chút xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất. Dạ, đúng với rồi. Em chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi, thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai, em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ mét 55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em mét 58. Trời ơi ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa, còn dạ. Gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem đây, giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó. Nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được. Lâu ạ. Tại vì bên đây ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. Người ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ, ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Tức là con tim mà đập bạc là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi. Cưới chồng thì cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì dạ, độc gia tài? Trưởng. À, gia trưởng chứ độc dạ. Tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi. Đây thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đây, thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Dạ, dạ. Có duyên. Ừ. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Đúng nhưng rồi, mà phải nghe chứ. Em mà nói em không nghe một cái đi thì chị suối là bà bỏ em liền á. Dạ. Ha Cương ha, phải dạ. Nghe lời ba mẹ. Ừ. Nhưng mà là phải có chứng kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo ạ. Chứng kiến riêng mà phải đúng dạ. Trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Dạ, trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng,
Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi, ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi, mở rào đi. Tấn công liền. Dạ. Xin chào anh. Dạ, dạ em có món quà tặng anh. Rồi, dạ, cảm ơn. Dạ, em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi, vẫn đẹp. Cảm ơn. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Thôi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có, trời ơi, vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì dạ. Thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em, chính em, chẳng ai khác ngoài em, là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. À, em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Cho xin miếng music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, dạ, tại em gì hả? Hết ngang ngược chị. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật ạ. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cậu nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. Chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng dạ. Giống anh. Anh dạ là vâng. Nóng là anh bỏ đi. Dạ à, bỏ đi vậy là hai đứa đi luôn anh. Nếu quen hẹn hò thì hẹn hò sao? Ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó? Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà. Nên phải đi trực show này kia. Công việc của anh thì nó, nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận. Nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối tại vì... Dạ. Nên là... Cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mà mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì dạ. Mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới. Nhau tiến tới những cái xa hơn, tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á, chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn. Nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn. Như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này. Chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3 2 1 Wow. Bấm nút rồi đó. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Bạn trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mà yên tâm đi. Đây bên tay ông cứng ngắc này. Chưa cứng. Dạ, nghe em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên
ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là và vui hồi rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là mừng. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi cho anh tự tin. Tại em mở mắt ra anh muốn hôn. Thôi. Được không? Dạ rồi. Chuyện này dữ hơn nữa. Cần tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Yeah. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Rồi về Đà Lạt thì quen một cô bé mà lúc đó có, cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bao lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì sợ ở tù. Rồi thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Rồi. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây người ta là ngây thơ lắm. Mối dạ. tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi. Nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ. Nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Rồi nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Tôi tên Thăng, Lục Xuân Thăng. Em 41 tuổi, làm thiết kế ở Đà Lạt. Từ Lạc vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, xin mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Em chào bạn Nam bên đó. Và xin chào tất cả các vị khán thính giả tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Thảo. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh mầm non. Năm nay em 28 tuổi. Em đang ở quận 7. Quê Thảo ở đâu? Dạ, quê em ở Lâm Đồng ạ. Bạn trai bên đây ở Đà Lạt. Thăng hãy nói cho bên Thảo biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì Thăng. À, em thì hay hát, vẽ, thể thao, có một tí sáng tạo. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm thì em nóng, rồi cũng không biết tính toán công việc hợp lý nên em hay phiêu linh. Nghệ sĩ thì thường thường là sẽ làm theo cái cảm tính của mình, cảm xúc của mình nhiều hơn. Là cũng không biết tán. Rồi bây giờ tới bạn nữ nè, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, em cũng nữ tính. Em không biết là tính tình hơi trẻ con thì nó là ưu điểm hay là nhược điểm nữa. Chắc là cả hai chị ha. Đúng rồi. Thật ra mình trẻ con mình nhõng nhẽo nó cũng có hay lắm. Nhưng mà mình dùng nó đúng lúc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Em còn cái ưu điểm nữa là em rất là đẹp. Em cảm ơn chị. Bên đây cũng rất là điển trai nha. Thăng có mấy mối tình rồi Thăng? Phổ thông thì không nói, thì phổ thông thì năm nào em cũng thương hết đó. Phổ thông thì năm nào em cũng thương hết đó. Rồi về Đà Lạt thì quen một cô bé mà lúc đó có, cô bé đó mới có 16 tuổi à. Nên em quen 2 tháng rồi em off luôn. Em bao lại. Tại vì em không dám tiến tới nữa, em sợ ở tù. Trời. Ủa mình quen thôi mà mắc gì mà sợ ở tù. Rồi thì nó cũng sợ đi quá giới hạn á. Sợ đi quá giới hạn á. Rồi đôi khi kiềm chế không được á, đúng không? Dạ, rồi. Đúng đó. Rồi em khùng khùng tới 9-10 năm sau rồi em cũng không quen ai. Rồi nói chung cái giai đoạn đó cũng thất nghiệp rồi, xong rồi xuống Sài Gòn làm, rồi về Đà Lạt mở một cái thương hiệu riêng cho mình, rồi bây giờ mình cũng cứ dây dưa tới giờ. Tức là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không Thăng? Vài năm gần đây thì em cũng có quen nhiều lắm. Nhưng mà nó không có rung động được. Rồi bây giờ mình hãy nghe tình trường của cô gái nè. Em cũng chỉ trải qua mới có 2 mối tình thôi. Một mối tình là lớp 10 và một mối tình là ở năm 2 đại học. Nếu mà tính ra là em không yêu đương thì cũng khoảng 8 năm nay rồi. Sao vậy? Em nghĩ thứ nhất là do môi trường làm việc. Thì em làm ở trong môi trường giáo dục thì
Chị cũng hiểu. Toàn là con nít với lại phụ huynh không à? Dạ đúng rồi. Đồng nghiệp thì cũng là nữ không thôi. Tiếp theo nữa thì em nghĩ là em cũng hơi kém. Vậy rồi bây giờ nếu như mà em quen một bạn trai mới thì cái tiêu chí nào để em chọn cái người đó? Bạn nam thì cao 1m68 trở lên. Rồi để chị qua chị coi, em cứ nói đi. Nhìn cũng ổn. Ổn, dạ, rất ổn. Chào nghệ sĩ, rất ổn. Không, em không có cao đâu em mà. Không, nhưng mà nó cân đối chứ nó không có bị chỗ nào mất cân đối hết á. Rồi gì nữa? Con trai thì em nghĩ cũng công việc phải ổn định đúng không? Dạ đúng rồi. Một người nghệ sĩ thì sao ta? Như bạn này nói thì bạn cũng hơi kém trong cái việc là sắp xếp. Làm việc thì nó hơi cảm tính chút xíu. Nên khi mà mình có được một cái người phụ nữ ở kế bên sắp xếp thay mình thì mọi việc nó sẽ ok thôi. Dạ. Nói gì nữa? Điều gì em không thích ở đàn ông? Con trai mà tính toán đó chị. Hoặc là gia chủ. Gia chủ. Không quan tâm đến người con gái mình yêu thương. Lịch sử tình trường của em thì quen hai mối tình thì cũng quen được chưa tới nửa năm là chia tay rồi, cho nên đó giờ em cũng chưa biết sâu đậm là gì. Bên đây người ta là ngây thơ lắm, mối dạ. tình nào nó cũng chỉ có vài tháng thôi nên người ta cũng có kinh nghiệm nhiều đâu nghe. Dạ rồi. Bên đây thật ra cũng không có kinh nghiệm gì về tình yêu hết chứ, nó cũng chỉ là thoáng qua, nó cũng chỉ là lãng đãng như mây trôi trên trời thôi. Quan trọng là mình muốn có gia đình chưa. Nếu mình muốn có gia đình thì mình bớt cái tính nghệ sĩ lại. Dạ em cũng bớt rồi chứ. Vẽ với thiết kế ngoài là chuyện riêng của em. Nãy giờ anh Thăng nghe bên đó nói ra những cái tiêu chí, anh Thăng thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc được 75-80%. Rồi vậy thì bây giờ tiêu chí của anh Thăng là gì? Tiêu chí của em là xinh, thích nghe nhạc ngoại. Tao dạy tiếng Anh chắc là dạ. thích nghe nhạc ngoại. Thích giao hưởng. Thích em chơi thể thao vậy đó. Thích bia nữa. Bên kia thấy hơi ốm, không biết có chơi thể thao không? Có chơi thể thao không em? Dạ không. Kệ, về ảnh tập cho chơi. Biết uống bia không? Dạ, em uống được nhưng mà kiểu em cũng... À, một trong những cái lý do mà em ế nữa là em cũng ít đi chơi á chị. Thường thường là em sẽ không chọn nhậu nhẹt. Em kiểu nhẹ nhàng thôi, em đi cà phê cuối tuần rồi ngồi ngắm nhìn đường phố, đọc sách thôi. Hoặc là kiểu đi cà phê rooftop, kiểu vậy á chị. Cô giáo xinh đẹp đó, dễ thương rất là hả? Xinh luôn đó. Em nhỏ ở bên kia là hơn con giáp luôn đó. Thảo thấy có cái gì trở ngại? Tại vì đó giờ em ít quen cho nên là em cũng chưa mường tượng ra được, không biết là có khác biệt quá về tuổi tác thì khác biệt không. Thế hệ không? Anh kia thật ra là nhìn ảnh rất là trẻ, không đến mức không ai biết là lớn hơn em 13 tuổi đâu. Tính nghệ hơi nghệ sĩ nãy giờ em biết rồi đó. Rồi kết hôn thì em sẽ về Đà Lạt sống. Nếu mà em phải di chuyển theo bạn nam thì bạn nam phải ổn định. Tại vì em phải bỏ hết sự nghiệp ở đây rồi. Em đi lên trên đó thì cũng sẽ hơi bấp bênh. Dạ. Đúng rồi, cái đó hợp đúng lý. Thôi. Bạn này nói chuyện đúng, hợp đúng. Lý nè. Rất hợp lý. Đó, tôi hỏi bên đó, bên đây để bên kia nghe rõ ha. Dạ nghe rõ. Em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Dạ, con chào chú Nguyên Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Cái anh này thấy được không? Có hợp với chị mình không? Dạ, ngoại hình được ạ. Em thấy anh cũng khá là hiền, nói chuyện thì cũng theo hướng nghệ sĩ. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt nói chuyện đi ha. Nãy giờ mình chỉ nói qua cái hàng rào này, mình cảm nhận về nhau thôi. Bắt đầu. Mở rào. Chào em. Bắt đầu đi Thăng. Dạ. Anh tặng em. À dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cái này anh làm tặng em ăn cho vui. Cái dạ. gì của anh lại vậy? À dạ em cũng có món quà để tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ vâng. Dạ. Em có gì hỏi anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? Em có muốn về Đà Lạt với anh không? đi về Đà Lạt gì đó thì kiểu em chưa có suy nghĩ tới. Tại vì thật sự thì con gái thì em nghĩ cái quyết định mình đi đâu hay ở lại đâu thì cũng tùy thuộc vào cái đối tượng trong tương lai của mình nữa. Không thể hỏi được như vậy, ta không thể trả lời được. Còn mình hỏi ngay bây giờ ta cũng không biết có về hay không. Bây giờ em cảm nhận đi, em cảm nhận Thảo thế nào?
Em thấy người con gái này sao nè? Thảo hiền và dịu dàng và xinh đẹp. Là anh nghĩ em cũng thích tiếng Anh nữa, anh cũng hay hát tiếng Anh lắm. Anh sẽ tặng em và trường quay một bài em mới nghĩ từ sáng nay. MCV in the morning, up from Ho Chi Minh. Everything that I got is just what I got on. When the sun is high, Dallas sky, I'll be busky that cow to fell. Baby, look the door and turn the light down low. And put some music on that soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I'll be thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turned me on just to be your man. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề hẹn hò đi. Bây giờ anh ở Đà Lạt, còn bạn này thì ở Sài Gòn. Thế thì anh tính lịch trình hẹn hò như thế nào? Anh thì đi làm giờ hành chính. Buổi tối thì anh rảnh, rồi anh rảnh quá nên anh đi uống bia. Rồi sáng thì anh dậy đá banh. Anh, em nói là anh tính lịch trình hẹn hò á. Thì đó là giai đoạn của em. Giai đoạn em còn độc thân, còn bây giờ nếu mà em có bạn gái thì tối anh sẽ chở em đi chơi, em đi nghe nhạc, đi bixi. Đi chơi bằng đường nào? Đi vòng vòng Đà Lạt. Người ta ở Sài Gòn. Em xin lỗi, Sài Gòn thì có thiệt. Mình đi xuống chơi thôi mà. Em không biết chơi gì ở đây hết. Nhưng người yêu mình đang ở Sài Gòn thì sao? Dạ vậy mới nói. Qua nhà tôi chơi, chơi nhà tôi 115-15 mét vuông rộng đó. Dạ thôi. Nếu mà hai người quen nhau thì ok, thì tại vì em làm giáo viên thì đôi khi em cũng được nghỉ hè hoặc là nghỉ đông thì em cũng về nhà. Thì về nhà thì chắc là gần anh rồi hả anh hả? Nói dễ quá. Hết hồn. Em thích anh, em yêu em yêu anh hay là em yêu Đà Lạt á, thì em muốn ở với anh á, thì anh lúc nào cũng sẵn sàng cưới hết á. Dự định thì anh sẽ mở làm một cái đám cưới nhỏ ở Thủy Tạ thôi. Đám cưới nhỏ nhỏ thôi hả? Sao không làm đám cưới lớn lớn? Mẹ không thích mời nhiều. Mẹ không thích mời nhiều. Dự định bao lâu mình có con? Khi nào em thấy cảm thấy khỏe khoắn rồi em muốn sinh thì em sinh thôi. Câu này hay nha. Anh thấy bạn gái nãy giờ ngồi cũng thật sự là cũng không biết chia sẻ thế nào về câu chuyện ngày hôm nay. Mình yêu một ai đó mình nên quyết liệt chút xíu, đúng không Thăng? Thì em nó cũng đã trai nhiều quá rồi. Có mà... thể là do anh Thăng lâu quá rồi anh không có một cái tình cảm. Đúng. Nếu bây giờ em hợp với cô gái này, hai người yêu nhau, về Đà Lạt sống, cô này sẽ làm gì? Thì chắc cũng phải đi dạy. Rồi em có lo được cái chỗ dạy cho cô này không? Em nghĩ là cái trong mối quan hệ của em thì em cũng có thể nhờ vả được. Bây giờ thí dụ như chưa có đi dạy được thì em có thể đủ lo cho vợ cho con ở Đà Lạt được không? Nói chung cũng không có dư giả nhiều lắm, nhưng cũng đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu và cũng không đến nỗi thiếu thốn. Em có thể tiến tới nắm tay nói chuyện với Thảo chút xíu. Thảo đứng lên nào. Em nắm tay Thảo đi. Anh có thể không? Có thể, nắm tay đi nào. Rồi. Hai người đứng xếp kế với nhau. Rồi. Em không biết nói gì. Em xin và... Em nhìn thẳng Thảo mà nói đi. Em xin lắm. Anh cũng không biết thuyết phục hay là... Tại vì nãy giờ anh cũng nói rồi. Đó là như... Em không biết em hiểu hết những gì anh nói chưa. Nhìn đâu trời. Dạ. Rồi cho anh cầm một tay. Đó là những lời anh muốn nói là anh muốn. Tại vì chắc em hiểu anh là anh muốn đưa em về Đà Lạt ở với anh và cùng làm việc ở trên đó. Sài Gòn thì anh chịu thua rồi. Em đồng cảm. Rồi. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Có một lá thư ở trong đây. Dạ. Anh đọc cho em nghe luôn nha. Dạ. Chào anh, chàng trai được ghép đôi cùng em. Gặp nhau tại chương trình này cũng là một cái duyên. Cho dù có thành công hay không thành thì mình vẫn là bạn anh nhé. Dạ. Đó là lời chia sẻ của Thảo ở món quà tặng em. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Một. 2
3. Hết thời gian. Dạ. Thảo không bấm. Em xin lỗi anh vì em không bấm. Tại vì thật ra là hai người cũng đã rất là lâu rồi không ở trong một mối quan hệ. Nhưng mà anh lại chứng tỏ cho em thấy là giống Trang như vậy. Anh không có muốn theo đuổi em lắm. Không sao. Nếu anh là Thảo, anh cũng không bấm. Đúng rồi. Nếu tôi là Thảo, tôi cũng không bấm. Đẹp như thế này mà nhìn cũng không nhìn ngại hả? Dạ không, em cũng không rung động lắm. Sorry. Chúc mọi người sẽ sớm tìm được một cái điều may mắn trong cuộc sống dành cho riêng mình. Rất tiếc chúng ta không thể làm được điều mà chúng tôi mong muốn. Dạ. Rồi, mời em. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Hy vọng là hai bạn sau khi bước xuống sân khấu thì chúng ta sẽ tìm được một cái mảnh ghép ở đâu đó trong cái cuộc sống này. Và vẫn cầu mong là hai bạn sẽ có được cái niềm vui và niềm hạnh phúc riêng của bản thân mình. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. À, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi, rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Rồi, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. À, em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng như. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. À, trong giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. À bác... em học y sĩ. À học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là trai em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ được anh. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải như đi công viên bất cỏ. Hẹn nhau ở nhà nghỉ. Dạ. Ủa, không cần đi công viên bất cỏ. Kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. À, ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. À, khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại? Dạ. Bao lâu rồi em? Dạ khoảng 1 năm rưỡi rồi. Một năm rưỡi. Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ.
Ủa em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Trời, nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về đi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Ồ, vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu. Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ gì làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là biết trời nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Biết nhậu rồi từ từ nó ghiền, xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi coi bên coi đàn đi, đàn đáp ứng được nhu cầu của em hay không. Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, Ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy giá, hả? Giá nhiều phòng cưng. Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái gì, cái giá miễn phí liền. Dạ, đó, dạ. Bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt, ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À, chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cảm được ơn rồi, má nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ, em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chén nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy dạ em tặng chai nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi, thích bây giờ tôi đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hermes em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe là dạ, anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. À, hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó, đúng dạ, không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi, để tô lên màu đỏ, đừng đó, tô màu đen chưa? Là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm.
làm rất là đau tay, nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh về cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Huyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Chỉ là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời ạ. Nào gì lạ vậy trời. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác, có gì ông hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng gửi ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rễ hiền đó, rễ hiền để ngoan bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì âu đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi, hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị, chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian, chúc mừng. Rồi bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó? Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ, cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó thôi. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu môi nè, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai? Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Là
chưa... phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, dạ. Một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vì không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha.